Hello, mình xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tiến hành đi đải đám nha các bạn. Mình sẽ quay cái hành trình từ lúc mình bắt đầu đi cho tới khúc mình đải luôn nha các bạn. Thì các bạn cùng đồng hành với mình đi coi đải đám cho nó vui các bạn. Thì cả team của mình cũng đang chuẩn bị lên đường đây. Mình sẽ phát từ cái sách. Mình sẽ qua Trà Vinh mình đải các bạn. Let's go! Anh em mình cũng đã chuẩn bị xong đây. Hiện tại bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng nha các bạn. Bò, mấy lợn, mấy chú. Mà sáng, mà sáng. Anh ấy muốn tô bún rồi. Đấy, tình quên này. Ăn rồi con. Có ăn gì nữa đi nè. Rồi, hành trình đang đi đại đám nha. Thì mình anh em mình cũng đã chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. À, kêu bà lấy cái bọc xả để trên bàn hồi sáng đó. Cười lên tiêu chú ơi, coi là buồn heo vậy. Ờ, xả mình thẳng cho một nỗi có đó. Hả? Trong một nỗi đó có đó. Có hả? Có. Ừ, vậy là có rồi, chị là có rồi. Rồi. Hay quá. Xả, đi. Xả với cái gì đó, nước nướng không? Nướng không? À, có chừng đậu phộng, có bọc đậu phộng nữa. Đậu phộng bỏ thôi. Bánh nè, anh. Bánh gì vậy? À, tư, anh tư. Lại ngủ luôn rồi, giỏi này để cho mày làm thôi. Lá bên bầu. Rồi, anh em cũng chuẩn bị lên đường nha. Hiện tại thì cũng 3 giờ mấy sáng, anh em cũng tranh thủ lót dạ một miếng bánh da lại nha. Gom chấm đâu tối thui vậy? Tối thui rồi. Qua giờ đâu mà. Đăng nào đó. Hồi nãy chúng dưới sớt cho tự sớt nha. Rồi một chuyến xe cuối cùng anh em mình lấy đồ xuống là anh em mình lên đường nha. À, đến một cái là 10 đó. Một cái là 10 kg hả? Dây gì thôi. Đây lại đây. 3 sọt. Hốc qua bên kia cho 2-3 kg nữa. Đúng không? Vâng. Lấy cáo ra cha luôn. Rồi anh em nói chưa lên đường không? Là lớn quá, để hỏi tao chữ nữa. Bye bye. Rồi cái sách hẹn gặp lại. Chợ Nhân Mỹ. Rồi anh em mình cũng đã tới chỗ nghe các bạn. Đi sông lớn ngạt mũi luôn rồi. Chuẩn bị thuyền cặp bánh nha. Đi nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ mới tới. Quá dữ. Bị ngạt mũi luôn.
chỗ bến đậu. Rồi anh em mình cũng đã đến chỗ đến nơi đãi tiệc các bạn. Đây là lễ đính hôn nha. Đây lễ đính hôn. Anh em thì mỗi một người một việc. Mỗi người một việc, việc phụ nữ thì làm việc nhẹ nhàng, cắm bông cắm hoa nào chơi, đã không? Đó, cắm bông cắm hoa là việc nhẹ nhàng không? Việc nhẹ mà lương cao mới đọc đó chứ. anh thợ đang trồng rỏi, cũng đang chuẩn bị đám này thì 7 giờ mới ăn. Hằng sáng bên em tranh thủ làm sớm. Còn công việc của em nó tuy nó nhẹ nhàng mà nó hơi nóng. Em chỉ ngồi chỗ thôi. Em chỉ ngồi có chỗ một à, nó nè. Bởi vậy. Một hôm em đang thùi lùi, nó tại ông lò đó, em đang tử thần vậy đó. Đây. Mỗi người một chuyện nha các bạn. Chuẩn bị mình đứng đồng tiền đây. Rồi tới phần món tráng miệng. Tráng miệng thì dùng quýt.
qua cái cống tản cư. Bên anh em mình ở bên cống nha các bạn. Dữ rồi. Bữa nay mình quất một chỗ này quá dữ rồi, bữa nay đi tới cống luôn rồi nha. Rồi anh em mình chuẩn bị về đây. Năm anh em trên chiếc xe người ta đi xe ga qua tụi em, mình không có đi xe qua mà mình đi xe đồ ăn. Mình qua Trà Vinh thì mình vượt qua cái sông nha các bạn. Cái sông này là cái sông gì?